Mến chào tất cả các bà con đang xem kênh. Thì tiếp tục hôm nay em cũng giao lưu với bà con những cái cây bonsai mini giá rẻ nha bà con. Cây giá tầm trung cũng có ha. Bữa nay em có mặt hàng như kim quýt, chua, chiếu thủy, linh sam. Đặc biệt dòng chiếu thủy ha, đa dạng nha bà con. Với được một cây mà bụp Đài Loan nha. Rất đẹp luôn. Thì bà con mình liên hệ một cây qua số điện thoại là 0939442212. Số thì em có để trên màn hình nha, và tiêu đề bà con mình ưng ý kết bạn Zalo để em gửi thêm hình ảnh cho bà con mình dễ chốt cây nha. Thì hôm nay tiếp theo mã clip trước nha, mã số 21. 21 là một cây chiếu thủy trung nô, cây này cực kỳ đẹp luôn nha, rất có duyên cây luôn. Khá là đẹp nha. Rồi, đo chiều cao đi. Cao là 40 nha. Tán già 54. Chiều dài tán là 54. Cây này làm rất là nét đẹp nha bà con. Phơm tàn thì ấm mịn rồi, dây được hai nước rồi nha. Hoành là 19. Hoành là 19 nha. Đế là 32. Tổng hoành đế là 32. Cây này cực kỳ thân già luôn nha. Rất là chắc chắn, cốt cành cũng khá khá rồi, hai nước dây nha. Thì lưu ý giùm em cây này thì em đi em cũng ship chậu luôn đi. Ship chậu cho bà con. Em giao lưu với cái này giá có giá là 700 em bao ship toàn quốc nha, 700.000. Mã số 21 nha. Chiếu thị trung nô. Rồi tiếp theo mã số 22. Mã số 22 là một cây kim quýt nha. Kim quýt trái chín rất là nhiều luôn. Cây full trái nha. Cây này cực kỳ già rồi, phơm tán mịn nấm rồi. Rồi đo chiều cao đây. Đây, trái xanh, trái đỏ có đầy đủ ha. Chiều cao là 48. Cao là 48. Tán già là 60. Chiều dài tán là 60. Cây này nuôi rất là lâu rồi, mười mấy 20 năm mới được cây như gì nha bà con. Rất là lâu ha, hoành là 16. Đó, cái này thì em giao lưu bà con giá là 1.300.000 em bao ship toàn quốc nha. Đây, trái ở đây, dàn trái lên cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, thì lưu ý chỗ này nó tát một miếng da nha. Đó, tát miếng da đây. Đó, cái này về mình thay cái chậu đẹp nha bà con, thay chậu đẹp vô ha. Đây, trái nó nha, nó ở dưới ha. Cốt cành thì nó to, phơm tàn thì nó ấm mịn rồi. Cái này trái rất là nhiều trái luôn. Cái này em giao lưu bà con giá 1.300.000 em báo bầu cho đêm bao ship toàn quốc nha. Mã số 22. Rồi tiếp theo mã số 23. 23 cũng là một cây kim quýt ha, tứ diện nha, một con cây này đẹp to, rất là đẹp luôn nha. Rồi mình đo chiều cao đi. Quá đẹp cái này nha bà con. Mã số 23 nha. Thái tán làm rất là dày dặn luôn. Cao là 120. Cao là 120 nha. Cây này dạng kiển cổ nha bà con, tứ diện rất đẹp nha. Tán già 88. Trái lên rất là gọn nhiều luôn. Chiều dài tán là 88 nha. Hoành là 21. Hoành là 21 nha. Đế là 55. Tổng hoành đế là 55. Cái này trái rất là gỗ trái luôn. Khá là đẹp nha. Cái này tai chi quá đẹp luôn nha bà con. Rất là đều đặn nha. Phơm tai tán. Cái này già không dây ha, hết dây rồi. Giót đọt luôn. Đây bà con mình xem trái ở đây ha. Mâm nào cũng trái đầy đặn hết. Dòng kim quýt này thì trái nó chỉ ho rất là hay nha bà con. Đây, cái chỗ này trái gỗ ha, đỏ đó ha, rất đẹp luôn. Đó, thì lưu ý giùm em cây đi có thể rụng lá bớt ha, về bà con mình thay chậu vô giá thể mới trồng lại nha bà con. Đó, thì cây kim quýt mã số 23 này em giao lưu bà con giá là 3.500.000 em bao ship toàn quốc nha. Chỉ 3.500.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Mã số 23 nha, em báo bầu cho đi. Rồi tiếp theo mã số 24. 24 là một cây chiếu thủy nu gò công. Rồi quay. Một cây chiếu thủy nuôi gờ công dáng bay, ở phơm tàn thì ấm mịn, cốt cành to. Cây này nuôi rất là lâu rồi nha bà con. Cây này nuôi cực kỳ lâu ha, già rất là già rồi. Quá già luôn rồi nha. Rồi đo thông số đây. Đây, đế đây. Dàn đế rất là đẹp nha. Cao là 48. Cao là 48, chiều dài tán. Chiều dài tán là 88. Chiều dài tán là 88, cây này thì mà cắt nó liền hết rồi nha. Phơm tàn thì nó mịn đẹp. Hoành trên đây là 39. Hoành là 39 nha. Đây. Củ này 60. Vị trí đó 60 nha bà con. Tổng hoành đế là 81. Hoành đế là 81 ha. Vị trí này hoành là 60 rồi nha. Đó, còn đây là nó 39 ha, ngay eo. Đó cái cốt đó. Cốt này là 19. Cốt là 19 nha. Quá đẹp luôn, dắt rất đẹp luôn nha. Cái này cực kỳ già. Đó bà con mình xem kỹ ha, chỗ này nó nu nó khến lên hết trơn ha. Đó, cái này tát miếng da nhưng nó khô rồi nha. Đây, dàn xương đùi đây, cốt cành đùi đây.
Cái này thì em giao lúa bà con có giá là 8.300.000, em bao phí ship toàn quốc, bao chậu cho mình luôn nha, 8.300.000. Rồi dừng đó. Đó, mặt tiền cây nha, cây dáng bay, làm rất là lâu cái cần bay nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 25. 25 là một cây me chua nha bà con, thì cây đang lên hoa. Cây này phơm tàn ấm mịn, không còn dây kẽm nha, cốt cành rất là to luôn. Đây. Thì cây nó đang lên hoa, cây này từng cho trái rồi nha. Ở nó nằm chậu nó cho trái rồi nha bà con. Đó, cây này em bao có trái cho bà con mình luôn, về bà con mình săn sóc cho nó một thời gian là có trái nha. Dòng này rất là dễ lên trái rồi, đã nó có hoa, cái này nó có hoa. Đó, rồi chiều cao cây. Chiều cao là 90. Cao là 90 nha, khá là cao nha. Tán dài là 92. Tán dài là 92, cái đó chưa có dài hết nha bà con, cái chỗ đó chỗ ngắn nhất đó nha. Đây. Quanh là 19, đây cốt canh đây giót đọt luôn. Đó, không còn dây. Đây dàn xương đây ha. Thân cũng đẹp nha bà con. Đó, đây. Đó, dàn xương dập. Rất là dày dặn nha. Đó, to rất là to luôn. Thì cái này em giao lúa bà con giá là 2.600.000, em bao ship toàn quốc nha. Đó, mã số 25 nha. 2.600.000, em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Rồi tiếp theo mã số 27. 27 là một cây chú thủy nuôi gò công luôn. Cây cực kỳ già, cốt cành rất là to nha. Thân, cái thân như cái cốt đó, ở nó na ná với nhau rồi nha bà con. Ở đây. Rất đẹp luôn. Rồi, đó chiều cao. Cao là 73. Cao là 73. Tán dài 58. Chiều dài tán là 58 nha. Đó ở trên. Rồi vị trí đó 22. Chia đó 22, rồi sát sát dưới củ đế 63. Tổng cái củ đế là 63, có thể lớn hơn nha. Cây này đế rất đẹp nha bà con. Cây này em giao lúa bà con giá là 2.500.000, em bao ship toàn quốc nha, 2.500.000. Cây này lạc lá ngăn cá là san hô lên dày đặc, rất là đẹp luôn nha. Đây 2.500.000, mã số 26 nha bà con. Một cây chú thủy nu gọt công ha, dáng kiện cổ nha. Rồi tiếp theo mã số 27. 27 là một cây tiểu cảnh ở một cây bụp Đài Loan nha. Cây này rất là đẹp nha bà con. Thì cây này em đi em ship cái bình này cho bà con luôn. Này, cây này đựng cái quá già là. Rồi ra thông số đi. Đây, cái đường ruột của nó đây ha. Cái đường rễ coi như cái chùm ruột nha bà con. Đây. Tán dài là 55. Chiều dài tán là 55. Ngang là 47. Ngang là 47. Cái này thì bà con mình rồi đó, vị trí đó cái được rồi. Về mình có thể mình vô cái chậu dĩa nha. Vô cái chậu dĩa làm tiểu cảnh cũng được, bỏ cái hũ này ra. Thì cái chỗ này là 20 nha bà con. Ở vị trí này 20 ha, hoành này khoảng 13 thôi. Thì cây này em giao lưu với bà con có giá là 1.900.000, em bao ship nha, bao ship bao chậu này luôn cho mình nha. Cái chậu này là cái chậu cổ ha, cái tỉnh này kêu bằng cái tỉnh rượu ngày xưa nha. Đó, cái chợ tỉnh này có 100 năm nha bà con. Đó, cái tuổi đời của nó rất là lâu rồi. Đó. Đây, cây bụp Đài Loan này lên hoa rất đẹp nha. Đó, ôm đá luôn rồi nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 28. 28 là một cây linh sam nha bà con. Ở sam này sam song hinh. Sam song hinh dòng này thì hoa nở rất là đẹp nha, rất là đậm luôn nha. Cây cốt cành rất là to. Cao là 53. Cao là 53, tán ngang. Tán ngang 69. Chiều dài tán là 69 ha. Cây làm rất là chi tiết, khá là nét nha. Hoành là 22. Hoành 22. Đế là 33. Tổng hoành đế là 33. Thì cây này em giao lúa bà con giá chỉ 800, em bao ship toàn quốc, em bó bầu cho đi nha. Cây rất là to nha, chỉ 800.000, em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Mã số 28 nha. Rồi tiếp theo mã số 29. 29 cũng là một cây sam song hinh luôn. Cây này cây dáng đổ nha bà con. Rất là đẹp luôn. Này cần đổ mình để cho nó dài thêm tí nữa ha. Cây rất là nét nha. Thì cây cực kỳ già luôn. Chiều cao là 40. Cao là 40. Dài tán là 54. Tán dài là 54 nha. Ở đường thân đây rất là đẹp luôn, phơm thì mịn, hoa thì lên lay gai. Hoành là 18. Hoành 18 nha. Củ là 23. Đế. Đế là 39.
Tổng quanh đế là 39 nha. Thì cây này em giao lưu với bà con có giá là 750.000, bỏ bầu cho đi luôn nha, em bao ship toàn quốc cho mình luôn, 750.000. Rồi tiếp theo mã số 30. 30 là một cây mà chiếu thủy nu gò công nha. Cây này thì cốt cành rất là to luôn, mà cắt thì kéo bằng bích hết rồi. Nuôi cũng khá lâu nhưng mà cắt lớn là nuôi bích rồi nha. Xương chi thì cái này đưa gan đợt nữa, bẻ là mịn cây rất đẹp. Chiều cao là 37. Chiều cao là 37. Tán dài 54. Chiều dài tán là 54 nha. Hoành là 24. Hoành là 24. Tổng hoành đế là 40. Tổng hoành đế mình là 40 nha. Cây này thì em giao lưu bà con giá 800, em bao ship toàn quốc, cây già đẹp nha bà con. Cây già đẹp giá chỉ 800 thôi. Rồi mã số 31 là một cây chiếu thủy trung nu. Cái này cực kỳ già đẹp, cốt cành to nha, phơm tàn, cái này nó ra dài đợt nữa là mịn ngần nha bà con. Nuôi cốt cành, cây này cắt giật ha, rất là to luôn. Rồi chiều cao cây. Cao là 45. Cao là 45, tán ngang là 48. Chiều dài tán là 48 nha. Hoành là 29. Tổng hoành đế là 55. Tổng hoành đế là 55. Cây này rất đẹp nha. Cây này thì phơm nó mịn, cái là ra dáng rất đẹp nha bà con. Đế thì cục cục nữa ha. Cái này em giao lưu bà con giá là 2 triệu, em bao ship toàn quốc nha. 2 triệu bao ship toàn quốc, một cây chiếu thủy trung nu. Mã số 31 nha bà con, 2 triệu. Rồi tiếp theo mã số 32. 32 là một cây nu gò công, ở nu dáng bài cực kỳ to đẹp nha. Cốt cành nuôi rất là gục gịch to nha bà con. Khá là to luôn. Rồi chiều cao cây. Chiều cao là 20. Cao là 20. Tán dài là 43. Chiều dài tán là 43 nha. Hoành là 31. Tổng cái hoành là 31, cây này hoành to nha. Đế là 35. Hoành đế là 35. Cây này đế khá đẹp nha bà con. Chiếu thủy nu gò công luôn. Cây này thì em giao lưu bà con giá là 1.600.000, em bao ship toàn quốc nha. 1.600.000. Những cây này mình nuôi cái thành phẩm, cái giá trị nó tăng rất cao nha bà con. Nó nuôi cái mặt cát bên kia nó liền một cái thì cây này tăng lên dữ dằn ha. Mã số 31 nha. 32. 32. 1.600.000, em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Rồi tiếp theo mã số 33. 33 là một cây nu gò công luôn, ở gốc rất là to, cốt to luôn nha. Cây này nu nút cũng khá lớn nha bà con. Đo chiều cao. Cao. Cao là 33. Cao là 33. Chiều dài tán là 67. Chiều dài tán là 67 nha. Hoành là 35. Cây này thì em giao lưu bà con giá là 800, em bao ship toàn quốc nha. Mã số 33 nha bà con. 800.000, em bao phí ship toàn quốc nha. Em ba giao lưu cái giá rẻ cho mình nha bà con. Rồi, đỡ cây. Rồi, 34. 34 cây này cũng giao lưu bà con giá 800. Cây này nu nút rất là dữ dằn, nuôi như nuôi mặt khỉ vậy nha bà con. Đó. Cây này rất là nu to luôn nha. Dáng trực. Chiều cao là 37. Chiều cao là 37. Tán dài là 55. Chiều dài tán là 55. Hoành này là 30. Hoành là 30 nha. Thì cây này giao lưu với bà con có giá là 700, 800, em bao ship toàn quốc nha, 800.000. Mã số 34 nha. Rồi tiếp theo 35. Đây, 35 là một cái phôi chiếu thủy nu gò công, cây cực kỳ già, đang đâm chồi sống khỏe nha bà con. Cái này hôm nay em giao lưu bà con giá chỉ 300, em bao ship toàn quốc nha. Chiều cao cây. Cao là 25. Đường kính bầu là 34. Đường kính bầu là 34 nha. Đo cái hoành thân thôi. Cái này cây đế nó muốn hết đường kính bầu rồi nha bà con. 25 là hoành nha. Thì cây này em giao lưu với bà con có giá là 300. Đây thì mặt cắt nó đang kéo bo lại rất là mạnh luôn rồi nè. Keo thước chưa thì nó bo mạnh ha. Nó bo mặt cắt ra mắt rất là mạnh luôn. Thì cây này em giao lưu bà con giá chỉ 300, em bao ship toàn quốc nha. Rồi đỡ cây. Rồi một cây nu da đen ha. Đây cây nu da đen. Cái này giao lưu bà con giá là 1 triệu nha, em bao ship toàn quốc nha, 1 triệu đồng. Cao là 54. Cao là 54. Tán dài là 50. Chiều dài tán là 50. Hoành là 35. Hoành là 35 nha. Cái này thì đang lên lá rất là gọn ha.
lên cái dàn đọt non này lên gỗ nha bà con, lên cái nó dày rất là đẹp luôn, dáng bạc phong nha. Đó, cốt cành thì nó cũng to, rất là to, gốc đế thì cũng khá nha. Đó, đặc biệt cái thân nó nu nút nó rất là già nha. Đó, đây dàn thân nó nu đây, bệ nó cũng khá là duyên. Cây này thì em cũng giao lưu bà con giá là 1,2 triệu em bao ship toàn quốc nha. Cây này cũng là cuối clip nha bà con, thì cuối clip thanh mình cũng xin chào, chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con mình xem kênh thấy hay, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.